Hà Tĩnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, nằm ở phía đông dãy Trường Sơn, có địa hình hẹp và dốc, nghiêng từ tây sang đông. Đồi núi chiếm 80% diện tích đất tự nhiên, địa hình bị chia cắt với nhiều hệ thống sông suối chảy qua, hình thành nên nhiều vùng sinh thái khác nhau. Là địa phương nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của khí hậu chuyển tiếp của miền Bắc và miền Nam với hai mùa rõ rệt. Mùa mưa có nhiều bão lụt, kéo dài từ tháng 8 đến tháng 11. Lượng mưa trung bình trên 2.000mm, chiếm 2/3 lượng mưa cả năm. Mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 7 năm sau. Đây là mùa nắng gắt, có gió Tây Nam khô và nóng, lượng bốc hơi lớn, gây hạn hán nghiêm trọng. Trong những năm qua, với sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp. Đặc biệt là hiện tượng lũ lụt hàng năm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng của người dân. Trước thực trạng đó, các cấp chính quyền địa phương đang thực hiện các giải pháp với phương châm 4 tại chỗ để giảm thiểu thiệt hại. Trước mùa bão lũ, chính quyền và nhân dân nơi đây đang dồn sức và chuẩn bị điều kiện để đối phó với diễn biến bất thường của thời tiết. Hương Khê là một huyện miền núi nằm ở phía tây nam tỉnh Hà Tĩnh, nằm giữa hai dãy núi Trường Sơn và Trà Sơn, địa hình chủ yếu là đồi núi. Xen giữa là đồng ruộng bậc thang, có độ dốc thoải dần từ Nam ra Bắc. Khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng nắng nóng với nền nhiệt cao, đồng thời mưa bão kèm theo lũ lụt lớn. Nơi đây hàng năm có lượng mưa lớn với cường độ cao, lượng mưa đo được khoảng từ 1.400 đến 3.200 mm. Trong khi đó, con sông Ngàn Sâu là con sông duy nhất để thoát nước vào mùa mưa lũ. Với triền núi dốc, lòng sông hẹp lại uốn khúc quanh co, nên vào mùa mưa dễ gây lũ lớn, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân. Hương Khê là một cái huyện miền núi, có diện tích tự nhiên rộng nhất toàn tỉnh, địa hình thì hết sức phức tạp, sông suối hồ đập chia cắt ra nhiều vùng, có 157 cái hồ lớn bé và có sông Ngàn Sâu chảy dọc huyện. Đến mùa mưa lụt thì thường là chia cắt địa hình ra, bị nhiều vùng bị cô lập. Là một cái nơi, một cái huyện thường xuyên phải chịu thiên tai lụt lụt. Ở đó, trong đó thì có một số xã Hà huyện là cái vùng rốt lụt. Hàng năm á, thì trước cái tình hình đó thì ngoài ra những cái việc đối với thiên tai lụt lụt thì ở đầu nguồn thì có một cái công trình thủy điện Hồ Hồ, cũng là luôn đe dọa đến cái sự an toàn, tính mạng của người dân. Chính vì vậy mà hàng năm, ngay từ đầu năm trước cái mùa mưa bão, thì huyện có cái chủ trương tổ chức triển khai công tác phòng chống bão lụt đến với tận cán bộ các xã thôn xóm, đặc biệt là chỉ đạo các xã lập kế hoạch phương án phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cho phù hợp với tình hình địa phương của từng xã. Toàn huyện Hương Khê có 22 xã thị trấn, trong đó có 4 xã như xã Phương Điền, Phương Mỹ, Hòa Hải và Hà Linh là những xã nằm ở rốn lũ của huyện Hương Khê và chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi mùa mưa lũ về. Trong trận lũ lịch sử 2007 và 2010, hàng nghìn hộ dân của các xã này bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ dân, nước lũ đã cuốn trôi nhà cửa, tài sản, gây thiệt hại lớn đến đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Nỗi ám ảnh của trận lũ chồng lũ năm 2010 vẫn còn tái hiện trong từng bữa ăn, giấc ngủ của người dân nơi đây. Khi trận mưa lớn lịch sử kéo dài từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10
năm 2010, làm chết 4 người, 21 người bị thương, làm 14.615 nhà bị ngập nước, trong đó có 16 nhà bị sập đổ và nhiều tài sản bị cuốn trôi. Khi trận lũ thứ nhất chưa kịp rút, thì ngày 12 tháng 10 năm 2010 đến ngày 19 tháng 10 năm 2010, do ảnh hưởng của khối không khí lạnh tăng cường đã xảy ra mưa to, nước lũ gây ngập 22 trên 22 xã thị trấn, trong đó làm ngập sâu, chia cắt 18 xã, làm 2 người chết, hơn 20.000 hộ với 90.460 nhân khẩu bị ngập, trong đó hơn 17.000 hộ với 73.000 nhân khẩu bị ngập sâu, làm sập đổ, cuốn trôi 175 ngôi nhà, 510 nhà bị tốc mái, siêu vẹo, hư hỏng nặng. Đối với một địa bàn thường xuyên bị thiên tai đe dọa như Hương Khê, công tác chủ động phòng chống bão lụt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão luôn được quan tâm hơn bao giờ hết. Để giảm thiểu tối đa những thiệt hại do mưa bão gây ra, chính quyền địa phương đã quán triệt phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả. Trong đó, lấy phòng tránh là chính. Thực hiện dự án di dân tập trung lên vùng cao tránh lũ là một phương án được chính quyền địa phương quan tâm thực hiện, giúp cuộc sống của nhân dân được ổn định, không còn nỗi lo mất nhà, mất tài sản khi mùa mưa lũ đến. Năm 2007 là lụt hết nhà cửa ấy. Thì là cái gì, coi như là dân khổ, mà dân còn thử mất mát nhiều, nhà tôi mất chứ không phải là dân. Là nhà tôi đây có cái nhà trường đấy là cái tầng cao, thì ba cháu tới đồ ra được chứ mà cái của cải cũng có mất. Nhưng mà từ lúc mà 2007 đến dư rồi thì nói thật ra dân thì người ta cũng là đã biết là cái lụt to, thì ta có phòng là coi như là phong trào á, rửa này cho người ta là ai cũng làm kiên cố, làm đầy đủ là để khỏi mất mát của cải cũng như là ngay. Thì hắn cũng là tương đối đỡ, cũng mất cũng một số ít thứ thì người ta đưa được đi chỉ cho như ông bà đấy. Cái 2007 là mất 5-6 tà lỗ là cái nhà này lụt đi đánh đưa ra được đi, con cái hắn đi khỏi cả. Được sự quan tâm của các cấp, năm 2012, chính quyền địa phương huyện Hương Khê đã tiến hành thực hiện dự án di dân tập trung lên vùng cao tránh lũ tại hai xã Hà Linh và Phương Điền. Ở xã Hà Linh đã có 60 hộ di rời lên khu tái định cư Đồi Cơn Lá. Chính quyền địa phương đã thực hiện chi trả cho các hộ dân theo đúng quy định nguồn vốn Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ. Bên cạnh đó, hệ thống đường dây dẫn điện, đường giao thông đã phần nào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Để ổn định đời sống cho người dân vùng lũ, hiện nay, Ủy ban Nhân dân xã Hà Linh đang xây dựng hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xin hỗ trợ cho những hộ dân còn nằm trong vùng xung yếu để tiếp tục thực hiện kế hoạch di dân lên vùng cao tránh lũ. Thực hiện chủ trương này, tại xã Phương Điền đã di rời 41 hộ dân chuyển đến khu tái định cư tại vùng Đập Mưng trên diện tích hơn 34 hectare, với cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được xây dựng. Từ tháng 1 năm 2013, đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 5 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 2.200 mét và xây dựng công trình thoát nước với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ đồng. Các hộ thuộc diện di rời được hỗ trợ 10 triệu đồng một hộ theo quy định. Mặc dù cuộc sống của người dân nơi vùng tái định cư còn gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi cao nên việc cung cấp nguồn nước sinh hoạt vào mùa hè còn thiếu thốn. Nhưng đây cũng là một biện pháp an toàn để chống chọi với thiên tai nơi vùng đất lũ, đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân. Gia đình ông Hoàng Văn Hoàn, mặc dù đã quen với cuộc sống nơi vùng lũ, nhưng khi có chủ trương di dân lên vùng cao tránh lũ, ông không ngần ngại để bắt tay với cuộc sống mới. Sau hơn 3 năm xây dựng, giờ đây những mầm cây xanh cũng đã phủ kín khu vườn. Cuộc sống nơi đây, ông không còn phải lo đối mặt với lũ lụt khi mùa mưa đến. Trước đấy là nhân dân Phương Điền
hầu như 3/4 là nhân dân bị ngập lụt. Nhưng gia đình bác đấy á, là trước đây từ xưa đến nay sống ở vùng lụt, tất nhiên cuộc sống vùng lụt là hết sức vất vả, mỗi năm là 4-5 cái lụt tràn vào nhà, là hết sức là khổ, kể cả tiền của hóa màu cũng như tất cả các tài sản là bị trôi, cho nên cuộc sống hết sức chật vật, làm năm nào là chỉ biết tiêu thụ năm đó chứ không có cái để mà tích trữ, do cái mùa màng mất mát rồi là tài sản của nhà bị trôi hết, cho nên dẫn đến là có nhiều cái là thất thoát trong cái hàng năm. Thì được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước dành ưu ái cho nhân dân Phương Điền được cái tái định cư dân vùng lụt, cho nên cuộc sống lên đây tất nhiên trước mắt là vẫn đang còn nhiều khó khăn. Phải nói rằng là cuộc sống lên đây là có nhiều cái đổi thay, kể cả cái sinh hoạt chính trị cũng như là xã hội là đều là có được cái thoải mái. Hàng năm là không lo phải lũ lụt, tất cả các cái tài sản là sản xuất ngoài đồng là bác đều phải đưa về đấy để gọi là cất trữ, cho nên là an toàn hơn, sạch sẽ hơn và cao rõ một gói mọi tiện nghi sinh hoạt đều đảm bảo tốt hơn. Đối với đồng bào xã Phương Điền là có một cái trận lũ mà lịch sử là nước ngập to, là hiện nay là tại cái thời điểm đó là cái số hộ dân là đối với Phương Điền là 2/3 cái số hộ dân là bị ngập. Sáng năm 2011 thì được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, thì như vậy là đối với Phương Điền là có cái dự án là di dời tránh lũ khu dân cư tại vùng đập Mưng. Thì như vậy là thực hiện cái quyết định 193 của Thủ tướng Chính phủ, thì năm 2011, năm 2012 và năm 2013 thì 3 năm liên tục thì nằm trong cái diện di dời. Thì hiện nay là số hộ được di dời lên đấy là 41 hộ. Và cái hiện nay là có cái hệ thống là giao thông là một cây bẫy là đường giao thông và một cái trạm điện là hiện nay cũng nằm trong cái chương trình của dự án là được là nhà nước đầu tư. Về cái diện tích thì hiện nay mà nói là đời sống của nhân dân các cái hồ hiện nay mà lên ở đấy á thì ổn định phát triển và tránh được lũ. Sống ở vùng rốn lũ đã lâu, người dân đã phải gánh chịu những tổn thất nặng nề do mưa lũ gây ra. Rút kinh nghiệm từ những mùa mưa bão, chính quyền địa phương đã vận động người dân vùng lũ luôn sẵn sàng đối phó với lũ bão. Các công cụ như thuyền bè, các phương tiện tự cứu được người dân chuẩn bị sẵn sàng ngay từ đầu mùa mưa lũ. Nhà nổi là một sáng kiến của người dân nơi đây. Thấy được tính thiết thực của ngôi nhà này, chính quyền địa phương đã phát động phong trào làm nhà nổi đến với mỗi hộ gia đình. Quyết định đưa ra được đông đảo bà con hưởng ứng. Đây được xem là phương án tối ưu và phù hợp nhất với cuộc sống người dân nơi đây. Việc xây dựng nhà nổi ít tốn kém và có thể ứng phó với thiên tai một cách chủ động hơn. Vì thế mà ngay từ đầu mùa mưa lũ, người dân đã hết sức khẩn trương mua gỗ, tôn, thùng phi và các vật dụng thiết yếu khác để làm cho mình những ngôi nhà nổi, đề phòng lũ có thể đến sớm. Đây cũng là một trong những phương châm 4 tại chỗ do Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn địa phương đưa ra. Về tiết tháng 6 âm lịch là chuẩn bị bè như chúng tôi đây. Là đều là toàn bộ cái xà vùng thấp này, xà phường mình này là đều chuẩn bị để hết. Người nào mà có điều kiện thì 2 bè, mà người nào có điều kiện là 1 bè. Thế còn vấn đề là của cải và người là khi nữa là không an toàn. Thế còn phúc vật thì mà kể trong rừng là không có cái điều kiện mà chữ được. Thế còn là bảo được tỉnh mạng thì bắt đầu 2007 là triển khai như vậy. Là vì thất thị rồi thì bà con là họp là thốn họp, tới già họp là thông báo là con bà con phải chuẩn bị là đề pháo. Thì bắt đầu là chúng tôi là làm từ năm 2007. Ở đây là xà cũng là đất thành vấn đề là cái lý kiện của xà, sản kiện của xà là bày đó là cái cách bê pháp để bà con là trọng đời chúng có tiền là vì rẻ tiền và là vì điều kiện gì mua cái pháo là gì có tiền có tất cả dụng cụ để là mình trong buôn có thế là xà là giúp đời là góp ý cùng toàn dân rồi là đều làm rồi có như là tư nữa khi nữa như là không cắn tiền hết của nã lắm lo lụt gì hết lụt đó là có cho lên về hết.
Trận lũ lịch sử năm 2010 đã làm hàng ngàn hộ dân Hương Khê rơi vào cảnh màn trời chiếu đất trước sự uy hiếp kinh hoàng của cơn đại hồng thủy, khiến người dân không kịp trở tay. Đó là nỗi bất lực trước dòng nước lũ hung dữ đang cuồn cuộn tuôn từ thượng nguồn đổ về. Một biển nước trắng xóa đã nhấn chìm nhà cửa và làng mạc. Nhiều đoạn đường nước lũ đã chảy tràn qua. Nước lũ dâng cao khiến cho đường sắt đi qua địa phận huyện Hương Khê đã bị ngập sâu. Nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt hoàn toàn. Nước lũ đã cuốn đi tài sản, vật dụng mà người dân gom góp. Nên hơn ai hết, người dân Hương Khê hôm nay luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và chủ động công tác phòng ngừa trước sự đe dọa của thiên tai. Lũ ăn về là cái đô cái lê, thậm chí là cái nhỏ mòn nhất là cái bát ăn cơm cùng đứa rớt lên đến trà đó nè. Về thứ hai nữa nè, nói xin lỗi chứ cháu bò nè, người là có khi tưởng cả tối luôn chứ, vì là cái thuyền cái trí tính an toàn á, nước cơn đầu về là hắn chạy có khi cái thuyền bể là chờ vô vào đấy sẵn mà lật thuyền đi luôn. Là địa phương có khí hậu khắc nghiệt nên hàng năm Hương Khê thường bị ảnh hưởng trực tiếp của các loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, dông lốc, mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, mưa lũ làm thay đổi dòng chảy các con sông, gây thiệt hại lớn ở các xã như Hương Trạch, Lộc Yên, Già Phố, Hương Thủy, Phương Điền, Phương Mỹ, Hà Linh, Phúc Đồng, Hòa Hải. Để chủ động công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất về tính mạng tài sản, Hương Khê đã huy động mọi nguồn lực và sự tập trung của cả hệ thống chính trị để triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, hạn chế sự phá hoại tài nguyên thiên nhiên môi trường, bảo vệ đất đai sản xuất, xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng đảm bảo phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh trên địa bàn được bền vững. Thực hiện nguyên tắc chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả và quán triệt phương châm 4 tại chỗ, đồng thời tiếp tục triển khai chủ trương di dân lên vùng cao tránh lũ ở các vùng ngập lũ. Đối với lực lượng trong lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương là một nòng cốt rất quan trọng. Do vậy là đến hàng năm thì Ủy ban nhân xã, Ban chỉ huy quân sự xã là thành lập các cái quyết định là điều động lực lượng tham gia cái ứng phó về cái thiên tai trong mùa lũ. Đặc biệt đến những cái lúc mà có trường hợp bão lũ xảy ra thì lực lượng xung kích là điều động các lực lượng đến các cái hộ dân, tức là cùng với nhân dân địa phương nữa, thì đưa các lên những cái vùng cao, vùng khỏi vùng nguy hiểm của địa phương. Do ở đây là những cái vùng ở địa phương xã Phương Mỹ là một trụn lũ của huyện Hương Khê. Do vậy trong thực hiện nhiệm vụ là ban chỉ huy quân sự xã là chỉ đạo cho cái lực lượng là dân quân cơ động cùng với kết hợp với lực lượng thôn đội trưởng là chỉ đạo là đưa toàn bộ là di dời các cái hộ dân xuống yếu, đặc biệt là những là trẻ em và người già là lên những vùng cao, vùng đảm bảo an toàn cho người dân. Phường Mỹ là một trong những địa phương nằm trong rốn lũ của huyện Hương Khê. Hiện có 8 xóm với hơn 3.000 nhân khẩu. Đời sống dựa vào chăn nuôi và trồng trọt là chính. Hàng năm, người dân luôn phải chống chọi với lũ lụt. Nhưng rồi biết bao mồ hôi, công sức cả đời gom góp cũng bị lũ dữ cuốn đi. Nên Phường Mỹ đến nay vẫn là một xã nghèo. Thế nên nơi đây, người xưa thường gọi với biệt danh Chín Khúc Hồi Lai, tức là một vùng đất lũ truyền kiếp, tháng 5 lụt Tiểu Mãn, tháng 8 lũ Lập Thu, với những trận mưa bất thần đổ về. Nước sông ngàn sâu dâng cao, lúc đó cả phường Mỹ ngập trong một biển nước. Những trận lũ lớn như năm 2007 đã làm 541 ngôi nhà bị sập, 2 người bị thương, đã làm hư hỏng một số tuyến đường giao thông và trường học, thiệt hại khoảng 20 tỷ đồng. Khi chính quyền địa phương cũng như người dân chưa khắc phục xong hậu quả do lũ lụt để lại, thì đến năm 2010, trận lũ lịch sử này đã làm ngập úng 578 ngôi nhà, làm 6 người bị thương, làm hư hỏng nhiều tài sản, thiệt hại ước tính khoảng 25 tỷ đồng.
nhá. Con ba mối đây, con cánh mối đó. Có gì nó đô con cân nữa nhá. Anh Hoan đi trước, anh hỏi hiểu ba rồi. Lên từ từ, cứ lên từ từ. Lên từ từ. Lên từ từ. Để đảm bảo tính mạng và tài sản cho nhân dân, thì việc thực hiện dự án di rời dân lên vùng cao tránh lũ ở nơi đây là hết sức cần thiết. Hiện chính quyền địa phương đang tiếp tục xây dựng đề án di rời các hộ dân tránh lũ với quy hoạch 19,7 ha tại khu đồi Cồn Hội để di rời 70 hộ tại xóm Ấp Tiến và 95 hộ tại xóm Trung Thượng với tổng mức đầu tư trên 60 tỷ đồng. Đây cũng chính là nguyện vọng của chính quyền địa phương và bà con vùng lũ. Dân Phương Mỹ chúng tôi là một cái vùng lũ thấp nhất của Hà huyện Đồng Quý. Từ Quảng Bình, từ Đập Bổ Hố là đều chạy về theo dòng con sông cả, mà riêng địa bàn Phương Mỹ là một cái vùng trũng rất chi thấp. Nhưng nếu có chủ trương của nhà nước mà di rời lên đến chỗ đồi Cồn Hội á, mà có chủ trương mà là hoạch định rõ ràng, làm cho dân cảm thấy là như vậy lên đó nó cuộc sống nó bảo đảm thì nhiều những hộ mà sống ở vùng trũng lũ này mà có chủ trương thì tất cả là đều nhất trí nên đến ở Cồn Hội để cao hơn, để cho tiền sinh hoạt, để mùa lũ về đỡ vất vả. Đối với Phương Mỹ thì chúng tôi hàng năm thực hiện về phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Trong cái quá trình thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế văn hóa xã hội thì một cái biện pháp không thể thiếu đó là công tác phòng chống bạo lực, ứng phó với thiên tai. Thì trong thời gian qua, cấp ủy đảng chính quyền đã thực hiện về rất nhiều cái biện pháp, đặc biệt là bốn tại chỗ và các cái biện pháp để ứng phó. Tuy vậy thì đối với Phương Mỹ thì chúng tôi cũng xác định rằng là việc để ứng phó với thiên tai tại chỗ thì cũng gặp nhiều khó khăn, bởi vì là địa bàn ngập sâu và ngập dài ngày như Phương Mỹ thì để người dân sống chung với lũ trong những cái thời gian tiếp theo thì có thể là không thể là thực hiện được. Chính vì thế thì sau khi có cái chủ trương theo quyết định 1776 của chính phủ thì chúng tôi đang xây dựng cái phương án để là di dân tái định cư cái vùng ngập lụt. Thì trao đổi về hiện nay chúng tôi có hai vùng trọng điểm, đó là xóm Ấp Tiến, xóm Trung Thượng và một phần của xóm Thường Sơn, là có 187 hộ gia đình nằm trong cái vùng trọng điểm. Thì trong thời gian qua chúng tôi đã có cái quy hoạch một vùng diện tích trên 50 ha tại khu vực tiểu khu 152 đồi Cồn Hội. Thì chúng tôi hiện nay để quy hoạch vào đó để là thực hiện xây dựng phương án. Trong cái quá trình thực hiện thì đã được sự quan tâm của huyện và được thống nhất phê duyệt cái chủ trương đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thì hiện nay chúng tôi đang tập trung vào công tác quy hoạch để xây dựng cái phương án di dời lên tại là khu vực vùng cao. Ở đây trong cái quá trình thực hiện thì Phương Mỹ chúng tôi xác định rằng là muốn có đời sống kinh tế ổn định đối với bà con nhân dân thì hơn ai hết là phải thực hiện di dân đến những vùng cao an toàn để tránh là thiệt hại về người và tài sản trong cái quá trình là thiệt hại về bão lũ gây ra. Với tinh thần chủ động ứng phó với thiên tai của nhân dân, sức mạnh tổng hợp của các ban ngành đoàn thể để hạn chế những rủi ro do thiên tai gây ra, năm 2016, Ban Phòng chống bão lụt huyện Hương Khê đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai, quán triệt phương châm 4 tại chỗ, hướng dẫn các hộ dân vùng lũ, đặc biệt chú trọng đối với những vùng khi bão lũ gây ra thường bị chia cắt, dễ bị cô lập, chuẩn bị dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc chữa bệnh, thuyền bè và vật dụng thiết yếu, chủ động sống thích ứng với thiên tai, đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng, tập trung triển khai thực hiện đề án 1002, nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng kè chống sạt lở ở các bờ sông, canh mương, hồ đập, các công trình thủy lợi, công trình thủy điện hố hô, hoàn thiện các công trình chống lũ ở những vùng trọng điểm. Rà soát, bổ sung các phương tiện cứu hộ cứu nạn tại các địa phương, các vùng, đảm bảo về số lượng, chất lượng, phù hợp về chủng loại,
phân cấp cụ thể việc quản lý, sử dụng để chủ động cứu hộ cứu nạn tại chỗ được kịp thời khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt triển khai kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai, nhất là phương châm 4 tại chỗ từ hộ gia đình đến các cấp thôn, xóm, xã một cách cụ thể và xác thực. Là người dân ở cái vùng mà thường xuyên bị ngập lụt và ngập lụt rất là sâu. Thì chúng tôi thấy là nếu như có cái dự án mà di dời những người dân vụt lụt mà được lên đó thì tôi nghĩ việc đó cũng rất là thiết thực. Vì thật đó là cái nỗi mong mỏi của những người dân vùng lũ ở đây là rất là lâu năm rồi. Nhưng mà cùng với điều kiện là phải được sự đồng thuận của người dân cũng như là cái sự là quan tâm của quý cấp chính quyền ở trên á. Thì vừa qua cũng có một vài cái đơn để Hồng kiến nghị lên để nhờ nhờ cho bà con lên ở trên đó. Do vậy thì chúng tôi cũng tha thiết là kính mong là những cái bán mà ví dụ là chăm lo cho dân dân vùng lũ á, thì cùng cái việc đó thì cũng nên làm càng sớm càng tốt. Trước thực trạng diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ thường gây nên những thiệt hại khó lường. Xác định phòng là chính, nhằm hạn chế thấp nhất về người và tài sản cho nhân dân trong những ngày mưa lũ, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng xung kích giúp bà con vận chuyển đồ đạc. Ngoài ra, chính quyền cũng phân công lực lượng công an túc trực tại những điểm xung yếu, nơi những cây cầu nguy hiểm. Đối với vùng thường xuyên có thiên tai thì việc tuyên truyền bà con chủ động ứng phó là điều rất cần thiết. Nhằm hạn chế những rủi ro do thiên tai gây ra, các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương luôn chủ động ứng phó kịp thời, tích cực khi có mưa lũ. Bởi vậy, với chủ trương di dân lên vùng cao tránh lũ ở các vùng lũ thuộc huyện Hương Khê là hết sức cần thiết. Và phương án này được xem là một phương án mang tính chất lâu dài, ổn định cuộc sống cho nhân dân, đóng góp cho việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, với những vùng đất lũ, việc xây dựng quỹ đất cũng như kinh phí để thực hiện di dời nhân dân ra khỏi vùng lũ đang còn là bài toán khó cho cả chính quyền và người dân. Vào năm 1976, là Hương Khê, người dân Hương Khê cơ bản trở về trước là cơ bản chủ yếu nằm ở vùng ngập lũ. Nhưng mà giai đoạn năm 75-76 thì cấp ủy chính quyền hồi đó đã có một giai đoạn đã có kinh thực hiện những cái nghị quyết của cấp ủy, có cái đột phá di dời dân khỏi vùng ngập lũ và tăng lên cái quỹ đất sản xuất. Thì chính Hương Khê hôm nay có một cái quỹ đất sản xuất cây trồng càn hơn nhiều huyện khác là nhờ cái di dời dân năm 76. Từ đó đến nay thì còn một số xã chưa di dời được, chẳng hạn như các xã Hà Huyện là Phương Điền, Phương Mỹ, Hà Linh và một số vùng của một số xã khác Hương Giang, Hương Thủy. Thì nếu như thực hiện được cái việc này thì phải có sự chung tay góp sức, đặc biệt sự hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, nếu huyện không làm nổi. Trong thời gian qua thì huyện có lập một cái số dự án, huyện có cái chính sách của nhà nước là làm nhà tránh lũ cho người dân thì chưa được nhiều, nhưng mà huyện hiện nay đang lập những cái dự án là di dời một số thôn ở các xã huyện lên khỏi vùng ngập lũ, xây dựng cơ sở hạ tầng để di dời dân lên và phạt lấy cái quỹ đất mà dân hiện ở vùng ngập lũ là để tăng cái quỹ đất sản xuất, thì chưa được nhiều. Để thực hiện cái này thì cần phải có là sự hỗ trợ của Trung ương, của chính phủ. Nếu một mình tính Hà Tĩnh làm cũng không làm nổi. Nhưng và về lâu dài thì nó đưa lại hiệu quả hết sức cao. Thứ nhất là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, cũng như là lại phát triển được cái quỹ đất sản xuất nông nghiệp cho người dân và nâng cao đời sống vật chất và phát triển bền vững cho người dân cho tương lai. Mùa mưa lũ đang đến gần, với những hộ dân được di dời theo chủ trương lên vùng cao tránh lũ ở Hương Khê, dù cuộc sống sinh hoạt còn gặp một số khó khăn, song nơi đây sẽ giúp người dân đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản khi mùa lũ đến.